Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ có dịp đến Bình Tân, Vĩnh Long để giao lưu những cây cảnh, cây kiển cho các bạn. Cụ thể là ngay chỗ nhà của bạn Đạt nha các bạn. Thì chúng ta gặp Đạt để giao lưu nha. Rồi, xin mời. Dạ. Chào Đạt ơi. Dạ, em chào anh Hoài, anh Hoài. Dạ, con xin chào các cô, các chú, các bác gần xa trên mọi miền đất nước ạ. Rồi. Dạ, hôm nay con có lên được hai cây dạng hoa lầu và 5 cây mai thần chậu. Nói chung có hai cây thì cũng hơi gốc to tí nha cô chú, với ba cây thì mai tàn. Nói chung thì là dạng như bonsai để trong nhà cũng được. Dạ con xin cảm ơn các cô, các chú, các bác ạ. Rồi giá hữu nghị á. Dạ giá hữu nghị ạ. Rồi phí ship miễn phí. Phí ship thì hai cây bự thì con bao trong 200 km thôi. Còn ví dụ xa hơn, ví dụ như cô chú mình thương lượng lại. Dạ. Ok. Thôi con xin vô cây số 1. Cây số 1 là gì đây? Dạ cây dạng hoa lầu ạ. À. Rồi. Số 1 bà con ơi. Dạng kéo ra tí gì. Cây này thần chậu nha cô chú. Rồi, cứ giới thiệu bình thường đi, dạng hoa lầu, giới thiệu. Dạ chi cành rất là khá cô chú. Rồi, chi cành khá luôn bà con. Dạ. Cây này nói chung thần chậu rồi. Có bông rồi này kia hết trơn rồi. Cây này già cây lắm nha cô chú. Rồi, dạng hoa lầu ha. Dạ. Nó giống bông giấy quá ha. Dạ nó bông giống bông giấy Mỹ vậy đó. Dạ. Nhưng mà nó khác. Chi cành khá luôn nha bà con ơi. Nhưng mà cái thân nó khiêm tốn ha. Dạ. Nó cũng mười mấy năm rồi đó nha cô chú. Thân thì mạnh mai. Dạ. Chi cành nhiều. Rồi như vậy là mình cho cái thông số luôn. Rồi con xin đo hoành thân tại vị trí này là 20.5 x 20 nha cô chú. Rồi, ok rồi chiều cao thử. Chiều cao chắc cỡ 2 m đó cô chú ơi. 2 m chiều cao bà con ư. Dạ. Cái tán ngang là 115. Rồi ok luôn. Rồi số 1 dạ qua lầu giá luôn. Dạ cây số 1 này con xin giao lưu với giá là 3 triệu đồng à. 3 triệu đồng, phí ship là 200 cây số. Dạ 200 cây số, còn xa hơn nữa thì thương lượng à. Rồi nhà gần gì lại chở luôn bà con ơi. Rồi đi xuống. Một em. Dạ. Rồi em tiếp theo. Dạ tiếp theo cũng là cây dạng qua lầu nha cô chú. Dạng qua lầu luôn. Nó cũng là một cặp nha cô chú. Rồi một cặp luôn bà con ơi, có bông luôn quanh năm á cho. Dạ bông nó là quanh năm. Rồi quanh năm. Cây này cũng thần chậu rồi. Ông chủ nhà cũng nói là thần chậu, ông trồng cũng chậu á. Rồi dạng qua lầu nha bà con ơi. Dạ cây lắm nha cô chú, mười mấy năm rồi á. Dáng nói chung là yêu thương luôn. Dạ. Ôi về một cặp luôn nha. Rồi em này là thước chiều cao bao nhiêu ạ? Dạ con xin đo thông số. Chiều cao chắc hết thước dây cô chú okay, ơi. Rồi, okay. Hoành thân nó 19 cô chú ơi. Rồi 19. Số 2. Dạ mã số 2 này con xin giao luôn với giá là 2.200.000 à. Rồi 2.200.000 rồi con ơi, tới nhà chơi luôn. Ok rồi đổi mấy anh ơi. Đại cái lên cái mày đi. Rồi, khủng khủng khủng. Dạ được rồi. Quá tải nha. Làm sao? Quay từ 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 được. Rồi được 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 rồi. Bảo hành. Gì đây? Dạ cây mai này là cây mai dảo nha cô chú. Mai dảo? Dạ. Cây này nó cũng thần chậu nha cô chú. Rồi cứ giới thiệu bình thường đi, giới thiệu. Dạ. Cây này bộ đế cũng khá lắm nha cô chú. Vừa xe vừa giới thiệu. Nói chung cây này bộ đế là khá đó. Rồi rước em này về chơi mấy anh ơi. Dạ. Dữ lắm à. Hàng khủng nha.
Hàng này hiếm lắm mới có nè cô chú. Này gửi chắc lên xe tải quá. Dạ. Mấy này con bao ship 200 km nha cô chú. 200 km. Còn ví dụ xa thì thương lượng à. Rồi, rồi như vậy là mình cho đông số của em này luôn. Số 3 Ma Dảo. Con xin đo cái hoành thân chỗ nhỏ nhất trước đây. Rồi ok. Chỗ nhỏ nhất là 55.5 tính 55 nha cô chú. Rồi 55 ok. Con xích xuống cái xích xuống cái gian chỗ cái mặt đế này á là 69 gần rồi, 70. 69 số đẹp. Dạ. Rồi, nhiều cao luôn. Chiều cao là 144. Rồi 144. Tán ngang là 94. Rồi. Để con đo nguyên cái bầu đế cho cô chú mình hỏi. Rồi tiếp ơi. Sao tắt? Dạ nguyên bầu đế nó là 1m8 cô chú ơi. Rồi 1m8 bầu cũng cũng lâu. Bầu đế này nói chung là đặc luôn nha cô chú. Nó đều á. Đế lực lắm nha cô chú. Cái cộng đế nó là bằng cái cổ tay, cái cùm tay con trên nó cầm cùm trên. Rồi ok, mình cho giá đẹp em này luôn nè. Dạ cái mã số 3 này con xin giao lưu với giá là 22 triệu ạ. Rồi 22 triệu 200 cây số. Rồi xuống em, xuống. Xuống 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 xuống. Xuống, xuống. Hạ đại xuống đó. Rồi. Đi luôn em ơi, chiều nay đi nha. Rồi. Rồi, số 4 bà con ơi. Vô vô em. Rồi. Dạ tiếp theo mã số 4 nha cô chú. Số 4. Cũng là mai vàng luôn nha. Dạ cũng mai vàng luôn ạ. Rồi, cái cây này có một con thú nha cô chú. Rồi. Con thú mà nó được cái dáng lông nha cô chú. Nó đầy đủ chi nha cô chú. Thú này đầy đủ chi luôn á. Đây đầy đủ chi hết. Nguyên cái bể nó là bàn tay con không dắt. Rồi, xoay luôn, cứ xoay. Rồi, như vậy là đo em này luôn. Dạ. Em này là số 4 bà con ơi. Số 4, số 4. Dạ, hoành thân tại vị trí này là 35 nha cô chú. Rồi, 35 nha bà con ơi. 35. Chiều cao nó chắc cỡ 1m7 cô chú ơi. Rồi 1m7 luôn. Con đo nguyên cái mình dài con thú cho cô chú xem. Cái mình dài nó là 38 cô chú ơi. Rồi 38. Cái này có cái dáng khá là hay cô chú. Cô chú về cô chú thích thì cắt cái này làm cái hồi đậu được nha cô chú. Rồi. Con thú có hồi đậu luôn. Rồi tư vấn luôn ha. Dạ. Cái này là cái dáng nó tự nhiên chứ không có bẻ gì nha cô chú. À tự nhiên luôn nghe bà. Dạ. Con này là tự nhiên nghe. Rồi đọc số điện thoại luôn. Dạ số điện thoại con là 0932233513. Rồi. Cũng là số Zalo luôn nghe cô chú. Rồi giá luôn nhiêu đây. Cái giá mã số 4 này con xin giao lưu với giá là 18 triệu ạ. Rồi 18 triệu 200 cây số ạ. Dạ 200 cây số à, con bao phí ship 200 kg. Rồi lên. Mày đi mày. Còn bác của mày nữa. Rồi tiếp theo số 5 bà con ơi. Số 5. Rồi, dạ tiếp theo là mã số 5 nha cô chú. Lỗi là lỗi gì đây? Dạ cũng là giảo à. Giảo luôn. Từ từ 5 cánh tới 9 cánh nha cô chú. Rồi 5 tới 9 cánh luôn bà con ơi. Ok. Bông nhỏ bông khít. Chơi Tết được không? Dạ chơi Tết dư sức. Rồi chơi Tết luôn. Chơi không được là điện chủ cây móng dấu nha bà con. Dạ. Em chú quay lên. Bán hàng uy tín mà dễ gì cô chú ơi. Rồi cho chiều cao đi, cho chiều cao đi. Rồi. Alo. Chiều cao nó chắc cỡ 2 mét đó cô chú ơi. Dạ chiều cao cái 2 mét à. Rồi, độ rộng. Cái tán ngang là 103. Rồi.
Hoành thân tại vị trí này là 19 nha cô chú. Rồi 19 chỗ đây, 19 mà con ơi. Dạ. Rồi ok. Cây nhỏ mà lắc lượng nha cô chú. Chậu là sao? Chậu bỏ dạ, lại bỏ, bỏ chậu lại à. Trời ơi, đi chậu là luôn á. Đi chậu này là lỗ luôn á. Hết luôn á. Dạ. Rồi giá luôn. Dạ cái mã số 5 này con xin giao lưu với giá là 2.500.000 à. Rồi 2.500.000 mà con ơi, chơi Tết thân nó quấn lắm nha. Rồi dạ. đổi. Ấy vậy chứ già cây lắm nha cô chú. Rồi tiếp theo mấy anh ơi. Hàng này 6 á. Dạ tiếp theo là mã số 6 à. Vậy là mai vàng thường chứ không phải đại lộc ha. Dạ không. Rồi. Cây này là mai vàng thường. Ủa người ta đang chơi bưng về luôn phải không? Bưng về là quay lên là toàn thế giới thấy người ta lại tới nhà. Chào bưng về luôn. Nói chung là thành lá xung xê bao dạ. Thần chậu nha bà con ơi. Cái okay, thần chậu, chậu bộ đế cũng khá lắm nghe cô chú. Đế quán quái nghe cô chú. Mấy cây này cô chú về chơi Tết là quá êm luôn. Êm luôn. Rồi con xin đó thông số cô chú tham khảo. Rồi đó luôn bà con ơi. Dạ Hoành Thăng đây chí này 17 à. Rồi 17. Dạ rộng. Tán ngang là 87 à. 87 rồi. Chiều cao tới mặt chậu là 112. Ok luôn. Rồi giá em ơi. Dạ cái mã số 6 này con xin giao lưu với giá là 2.800.000 à. 2.800 luôn, chắc giá luôn, không dạ. Có. Rồi đổi. Lên. Dạ tiếp theo là mã số 7 cô chú, cũng là cái mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay của con cô chú. Số 7 mà coi. Số 7. Cây này nó có cái bộ rễ là khá là quái nha cô chú. Đây có cái đuôi khá là quái. Cây mà nó dốt ngọn khá là điệu cây cô chú. Chi cành cũng khá. Thân quấn nha bà con. Dạ. Rồi ok, đo em này luôn, đo luôn. Rồi Hoành Thăng đại diện tại vị trí này là 17 rồi cô rồi, chú ơi. Rồi 17 mấy anh ơi. Rồi cao luôn. Rộng. Dạ cái tán ngang trước đi, tán ngang là 79 à. Rồi. Chiều cao nó hết thức dây cô chú ơi. Hết thức dây luôn mấy anh ơi. Rồi cái mã số 7 này con xin giao lưu với giá là 2.900.000 à. 2.900.000 phí ship sao ơi. Dạ phí ship thì miễn phí à cô chú ơi. Rồi ok, đã cuối cùng rồi, chào bà con luôn. Dạ. Dạ thì cuối clip thì con cũng xin cảm ơn các cô, các chú, các bác trong thời gian qua đã ủng hộ cho bãi kiển bên con à. Con xin cảm ơn rất nhiều ạ. À. Rồi vậy là tạm biệt, hẹn lại ha. Dạ. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mấy anh ơi. Chúc sức khỏe mấy luôn. Rất cảm ơn mấy anh đã xem và ủng hộ. Nhớ đăng ký kênh. Điều quan trọng là đăng ký kênh để được cập nhật video mới khi chúng tôi phát hành. Một lần nữa, biết ơn các anh rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại nha. Mến chào tạm biệt. Rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại bà con ơi.